Và bây giờ tôi sẽ thông báo quý vị một cặp đôi đã cưới nhau rồi. Cặp đôi đó quý vị còn nhớ không? Một chàng trai tặng cho cô gái một cái chìa khóa và đưa ra rất nhiều cái yêu sách. Và tất cả khán giả truyền hình nói trời ơi anh này đưa ra yêu sách nhiều quá, cặp này chắc tan quá. Nhưng mà cuối cùng họ đã cưới nhau. Và ngày hôm nay mong muốn rằng hai cặp đôi cũng sẽ tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Chưa thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả năm rưỡi mà tặng con cây son, mà không biết cây son đó thiệt hay giả dỏm nữa. Vậy chia tay đúng rồi đấy em. Gãi hoài vậy trời, cô Chí hả? À, anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, cô cao quá. Đứng đo chiều cao chút coi. Sát vô. Rồi, mời em gái. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Thị Cẩm Tuyên. Hiện tại thì em 22 tuổi và em đang làm việc tại siêu thị điện máy Chợ Lớn quận 5. Công việc của em là nhân viên tư vấn bán hàng và chuyên ngành của em là bán TV ạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang, chị Cái Bè Tiền Giang. Rồi, mời bạn trai bên kia. Dạ chào Quyền Linh và chị Cát Tường và chào mọi người ở đây. Em tên là Trần Hữu Tài, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là huấn luyện viên phòng gym. Quê em ở Kiên Giang và làm việc ở Cần Thơ. Cái Bè thì cũng gần Cần Thơ, không sao cả. Dạ. Nhưng mà giờ khúc yêu nhau này nếu mà xa quá em có ngại gì không em gái? Dạ, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng đổi, mấy đèo cũng qua. Hay chị. Quá. Thời buổi công nghệ mà lo gì ha. Dạ đúng rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em? Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn ngon, vui vẻ với hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng mà bề ngoài em nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà tiếp xúc gần thì thấy em dễ gần hơn. Cái công việc của em là nói chuyện nó nhiều á, nên là em cũng thích tiếp xúc với nhiều người khác nhau, dễ chia sẻ tình cảm với nhiều người khác nữa. Dạ, khuyết điểm của em chắc là em ăn nhanh. Một bữa em ăn mấy chén cơm? Dạ, một bữa em ăn có một chén một nhưng chén. Mà mới vô nhìn như tưởng ham ăn lắm, ai ngờ ăn ào luôn. Ăn bao mấy phút? Dạ, chắc tầm khoảng phút là xong á. Cái gì? Một phút là sao kịp nhai nuốt? Rồi vậy người ta vô ta bạn ăn, ta chưa kịp ngồi cầm đũa nữa là em quất xong rồi đó hả? Dạ. Nói tóm lại cái này mà về nhà chồng nó cũng nó không được thuận lợi lắm. Bà già chồng mới giới thiệu, dạ đây giới thiệu con dâu tôi. Con dâu nó dạ mời cả nhà ăn cơm, dạ con xong. Thôi ăn vậy đâu bao tử lắm em ơi. Đâu bao tử đó. Ăn từ từ nha. Giới thiệu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn, biết bartender, dễ tiếp xúc và học hỏi. Khuyết điểm là gì? Có thể nói là hơi gia trưởng chút, hay nóng tính. Em mà nóng tính hả? Sao em thấy em nhẹ tính lắm mà. Không, khi mà em không cười hoặc là khi mà em cáu vào lên à, mọi người không dám đứng gần em. Em có ăn nhanh không? Không, em ăn rất chậm. Em ăn một chén mấy phút? Ví dụ như là ăn được thảnh thơi thì ăn cũng khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng? Bên này ta ăn có một phút à. Hình như cái giọng nói cô gái bên kia rất là mạnh mẽ, giọng rất là cứng như là rất đàn ông. Còn giọng bên em rất là nhẹ nhàng, quyến rũ. Hả? Bên đây nhẹ nhàng lắm. Có tài lẻ gì không em? Tài lẻ thì cũng nhiều, em có thể vẽ nè, hoặc là pha chế và nấu ăn thôi nha chị. Rồi thôi bây giờ biết văn nghệ gì không? Hai bạn mình làm một bài văn nghệ cho nó thay đổi không khí đi. Dạ, nhà em thì có truyền thống hát cải lương chị. Cải lương hả? Dạ. Rồi nên vậy là... thì làm cải lương liền. Vậy là con nhà nòi hay sao? Dạ chị nghe em hát đi ha chị ha. Rồi. Dạ. Từ là từ phú tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình trạng năm canh mơ màng. Nhà nòi hả em? Sao em nói em con nhà nòi hát cải lương? Dạ em nói là em thích nghe cải lương và em nhà nòi, chứ em không nói là em hát cải lương hay chị ơi. Trời ơi, em gái xinh đẹp, em hát em anh phải chạy qua liền luôn đó. Tại anh nghe nhà nòi đó. Dạ. Công nhận nòi thiệt. Anh qua anh nhìn thấy ấn tượng liền em gái em trai. Dạ. Ha, giọng nói cũng ấn tượng mà con người cũng xinh đẹp. Ha, nói chung là dân Tiền Giang ai cũng dễ thương hết. Bạn trai, em cứu chương trình lại bài hát hay hay cho em. Tôi xin hát tặng bạn gái và mọi người bài hát là Em Là Của Anh. Rồi. Em có nhà nòi không? Dạ không, em nghiệp dư. À, rồi hát đi em, bắt đầu. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, những lúc cô đơn anh luôn có em bên mình. Thôi được rồi đó. Thôi bỏ đi. Thôi mình vô tình trường đi hai em. Em gái mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ có một mối tình thôi chị, một năm rưỡi ạ. Lý do sao chia tay cơ? Hai đứa không hợp nhau vì vấn đề bạn trai đó keo kiệt quá.
Em ví dụ như đi ăn uống với nhau đi thì con gái lúc này cũng thích lady first. Thì nói chung là hai tụi em là như hai thằng đàn ông, đi ăn là chia đều ra. Với là trong thời gian quen nhau là như bạn đó chỉ tặng em được có cây son mà. Em thì không có đòi hỏi gì nhưng mà hình như là được một cây son thôi á chị. Cái hồi mới tặng một cây son em hả? Dạ đúng rồi anh. Trời, nhưng mà cái hồi mới cua nhau á, không lẽ cũng chia? Dạ hồi mới cua nhau vẫn chia. Chia vậy em quen chia vậy? Tại vì em thích cái tính của bạn đó. Sao hồi đầu thích sau đó lại chia tay? Sao tìm hiểu mới biết chị. Mới đầu thì khép nép bạn bè với nhau, thì lịch sự với nhau. Nhưng mà không ngờ cái lịch sự nó kéo dài thời gian lâu quá. Chưa thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả năm rưỡi mà tặng con cây son. Mà không biết cây son đó thiệt hay giả dỏm nữa. Vậy chia tay đúng rồi đấy em. Em trai sao nè, mấy mối tình rồi cưng? Dạ em chỉ qua 2 mối tình chị. Em quen mối tình đầu tiên là cũng được 3 năm. Mối tình thứ hai là mấy năm? Dạ 2 năm. Em tặng mấy cây son? Em không tặng son, em chỉ dẫn đi ăn rồi mua sắm rồi bạn gái thích gì. Đi ăn ai tính tiền? Ai đã tiền? Dạ em trả. Có chia lần nào không? Dạ không, bạn gái đòi chia mà em không chịu. Đúng rồi, vậy chứ. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người của em thì giống như anh trai của em là được rồi chị. Anh trai em thì trong công việc là rất là nghiêm túc. Về nhà anh hòa nhập vào gia đình, thương yêu vợ con và đặc biệt là hiếu thảo với ba mẹ. Anh trai em thì phong độ cao ráo. Em cũng cao. Không cao. Em cũng hơi cao nên em cũng muốn bạn trai cao hơn em. Khoảng nhiêu? Dạ 1m8 chị. Hả? Chết rồi, thiếu em cao tăng. Nhiêu? Dạ 1m71. Trời ơi, bạn gái cao 1m71 đó, chưa kể mang dài. Sao em? Giờ nó có ghế trơn rồi. Tôi cao này 1m9 cũng được, không sao, quan trọng mình gan thôi em. Này hơi khó à. Rồi còn điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, con trai đừng nên gia trưởng với lại khó tính quá. Với keo kiệt nữa. Dạ đúng rồi chị. Kiểm tra cho. Mình đang keo kiệt, đây ta tặng nhiều lắm rồi. Em muốn lấy một người vợ như thế nào? Cũng thông minh. Dạ. Kiểu thông minh đó. Dạ em thích tóc dài, tóc dài. Tóc dài hả? Bên kia cũng hơi dài dài chút. Phụ nữ hiện đại. Có. Biết nấu ăn là em thích rồi. Em không thích gì ở người phụ nữ? Hay cào nhào thôi. Tại vì môi trường làm việc của em á cũng tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm, mà có thể là va chạm về đụng tay đụng chân với nhau hả, cho nên là sợ bạn cào nhào hay là ghen rồi kia. Ghen bạn đụng tay đụng chân con trai hơn gái? Dạ gái có, trai có. Nhưng mà em thích đụng tay con trai con gái nhiều. Chà, trai nhiều hơn gái nhiều. Đã ở xa rồi mà còn đụng tay. Dạ nếu nói chân thì thích rồi con gái chứ anh. Dạ bạn trai thì đã ở xa rồi mà còn hay đụng tay đụng chân với phụ nữ nữa, em có ghen không? Thì em thì em thoáng lắm chị. Mình là con gái thì mình cũng phải biết tâm lý của con trai. Nói thì hay lắm, ta hội yêu đi. Rồi thấy cái cảnh mà trong kia ôm đỡ lên chạy xuống là đây máu chạy lên chạy xuống á. Đẹp trai ha. Ủa cái lông mày ngộ vậy? Em có tạo hình đó. Dạ không, bẩm sinh chị. Lần đầu tiên mới thấy à, thấy trong phim thôi. Ông mày thì là phải làm tướng đó. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m73 chị. Em phải mang giày độn chút. Độn lên cũng được. Phải độn lên chút nha. Gym thì tướng tá là chắc nịch rồi ha. Tóc cũng cao ráo ha. Vén vén rồi lên ha. Thôi kệ vậy cũng được, ngụy trang. Em có thích anh trai trắng cao không? Giống anh hai em rồi chị. Ủa hồi nãy em đòi em giống anh hai. Giống anh hai hoài, bây giờ mình muốn xem anh hai em như thế nào nè. Nay có anh hai đi dạ, không? Dạ có anh hai đi đâu, chị. Anh hai đâu? Dạ anh hai em đó. Anh hai tráng cao, giống rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và dạ, chào toàn thể các bạn khán giả ở đây ạ. Em tên là Tiến Sĩ, là anh trai của bé Cẩm Tuyên. Trước giờ thì em và mẹ thì luôn luôn xem bé Tuyên lúc nào nó cũng nhỏ bé hết. Riêng với bạn Nam thì người đàn ông thì anh hy vọng là mình sẽ có thật nhiều bản lĩnh trong cuộc sống. Anh thấy em là một người đàn ông, việc đầu tiên anh thích nhất là nhìn khá là men. Em là huấn luyện gym, anh cũng tập gym, anh cũng thích luôn. Kế bên là mẹ phải không? Không biết mẹ bác gái có ý kiến gì không ạ? Chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường, tất cả quý vị khán giả trong khán phòng. Cô thấy ngoại hình của cháu và cách nói chuyện thì cô cũng thấy được, dễ mến. Tìm hiểu nhau, đến hôn nhân thì cô cũng chấp nhận. Tại vì giờ là cha mẹ không có đặt đâu cho con được, thì con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó à. Anh trai đi với ai? Dạ em đi chơi, đi với anh trai và em gái với bạn. Xin chào gia đình bạn nữ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là anh ruột của Hữu Tài. Nhìn thấy bạn nữ cao ráo xinh xắn, cũng có cá tính. Còn Hữu Tài chỉ có cái là hơi nóng tính, nhưng mà biết quan tâm chăm sóc, với lại là hiểu ý người đối diện. Thấy phù hợp thì có điều kiện hai đứa cùng bấm nút để tìm hiểu nhau. Có em gái không? Em gái có nói gì không? Dạ em thấy cũng dễ thương, cũng đẹp lắm ạ. Đẹp là được anh ơi. Ở lại đây là do hai bạn này quyết định. Nào mở kéo ra rào.
Chào anh. Gãi hoài vậy trời, của Chí hả? À, anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, cổ cao quá, đứng đo chiều cao chút coi. Sát vô. Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Anh có nhu cầu mua tivi không anh? Không, anh có rồi. Dạ. Là nếu mà anh nghĩ anh cưới em rồi là anh cũng có tivi mà. Dạ đúng rồi, chương trình tài trợ đúng không anh? Có tivi nhãn hiệu UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV, điều khiển bằng giọng nói, tivi 8-9 triệu, 3 triệu đều có hết. Thấy ảnh giống anh trai của mình không? Giống nhiều không? Giờ đẹp trai hơn nhiều chị. Hồi nãy mới khen anh trai bây giờ. Thấy chưa? Em nghe nói là anh thích nấu ăn đúng không ạ? Anh thích nấu ăn. Anh dạ. Nấu được món Tây, món Ta luôn. Dạ. Em có thích tập gym không? Dạ, ốm qua cũng định tập cho nó lên cơ, lên múi mà không có ai làm PT hết trơn á. À, anh đây miễn phí. Dạ. Em muốn tăng mấy cân, anh tăng em mấy cân. Làm sao cho body đẹp là được rồi anh. Ok, thiếu chỗ nào anh buộc chỗ đó. Thì em cần tập đâu, có hơi nhau là nó lên à. Bây giờ vô cái chuyện hẹn hò đi. Đứa giới thiệu TV, đứa giới thiệu phòng gym. Bây giờ hẹn hò một người làm sao gặp nhau? Em cũng là vượt thủ cho nên nếu mà hẹn hò nhau là anh có thể là chạy bất chấp. Dạ, một tháng em được ốp có 2 ngày thôi. Em thì xoay ca làm việc, có thể là chiều đó anh lên buổi sáng em sau em nghỉ làm em đi chơi với anh cũng được. À, dạ. Đó. Anh tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm đúng không anh? À, đúng rồi. Chắc có nhiều bạn xinh hơn em đúng không anh? Nói chung đó là anh không có quan trọng về yêu nhau bằng cánh mắt đầu tiên, anh chỉ thích là tình cảm và tính tình thôi. Dạ. Vậy anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không anh? Cho đến hôm nay là hình như là anh thay đổi về cái ý nghĩ là yêu. Ta thích rồi. Dạ. Em không thích điều gì nơi bạn trai em? Em thì không thích bạn trai hút thuốc. Chết rồi, anh có nhưng mà không sao. Dạ, anh em... kiềm chế được. Dạ, với lại em cũng không thích bạn trai sắp đặt mình quá. Em cũng có thể cho anh đi chơi, anh cũng có thể cho em đi chơi. Tại ai cũng có bạn bè riêng với nhau, nhưng mà cái nào mình cũng phải có chừng mực. Anh thì cũng thoáng lắm, ví dụ như anh đi chơi hoặc là bạn bè rủ ghê là anh cũng ưu tiên rủ bạn gái mình theo. Dạ. Trừ khi bạn gái mình không đi, bỏ nhà. Anh đẹp trai quá em sợ nữa, không biết về máu ghen có nổi lên không? Bạn trai mạnh mẽ đứng lên thể hiện mà mình nam tính không, mình ga lăng. Lần đầu tiên gặp bạn nữ mình thấy như thế nào? Lần đầu tiên em gặp bạn nữ và gia đình bên bạn nữ thì cũng có cảm tình. Thật sự lại đây là rất là gung. Dạ. Nếu có cơ hội em cho anh tìm hiểu em ha. Anh sẽ đội lên cao cao lên chút. Em cũng rung đó. Cảm giác cái nắm tay thế nào? Hai đứa cảm giác coi sao? Cũng bớt rung rồi anh. Hình như quen nhau từ lúc nào rồi thôi. Bạn gái thấy cảm giác cái nắm tay thế nào? Lâu rồi mới tìm lại được cảm xúc ngày đó anh ơi. Rồi thôi được rồi đó. Bấm nút để làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Nào, chuẩn bị. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời, nhấn cái thôi. Nhấn gì lia lịa vậy cưng? Trời ơi, cũng nhấn vậy nè. Nhấn kịch. Đẹp nhấn, đôi lắm. Nhấn một cái là ăn rồi, nắm tay nhau nè. Thôi, bây giờ xin phép là chính thức bây giờ cho mình bắt đầu hẹn hò. Dạ, cho con xin phép được không em ạ? Rồi. Bây giờ á, em gái cua quà ra đi. Quà này là quà bạn trai bí mật tặng em đó. Tại anh rất thích màu trắng và anh nghĩ là tình yêu mình tính dưới đây là cũng hoàn toàn trong trắng và không có sự sắp đặt nữa. Dạ, cảm ơn. Mặc vô cho bạn gái luôn đi em. Không vừa thì anh với em đi đổi. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Gặp Cine Box 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đàn ông để tóc như thế nào không? Dạ gọn gàng là được không? Tóc gọn ha. Dạ. Này quá gọn ha. Tóc trắng ngay trán không? Tóc giống tóc chú Quyền Linh đó con. Ra đây, đi ra đây nè. Tóc này giống tóc tôi. Trời chú. Đó. Dạ, con có thích cái tóc mà mái trắng thích vậy tóc không? Hôm qua là chú lấy cái rổ á con, chú úp lên. Tóc anh đây cũng ngang ngang vậy đó. Thì nó không bằng chú thôi. Cái anh đó trưởng thành, tính ấm áp một chút xíu, biết quan tâm tới người khác. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi trai. Xin mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi em trai.
Lời đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn gái bên kia và quý vị khán giả đang xem chương trình. Con tên là... Quên tên luôn hả? Con tên là Thanh Tùng. Cái gì Thanh Tùng? Nguyễn Thanh Tùng. À, con đến từ đâu? Con đến từ Đắk Nông. Con làm gì Tùng? Con cái nghề con thì làm vườn thôi. Con năm nay 29 tuổi ạ. Vườn con trồng gì vậy Tùng? Dạ, vườn con trồng cà phê. À, tiêu, điều, điều cao su. Là vườn nhà của con hay gì Tùng? Dạ, vườn của con ạ. Ồ, bao nhiêu mẫu con? Trước kia là nhà con có 10 mẫu. Nhưng mà sau này em gái con lập gia đình. Chia là chia cho mỗi đứa em gái 5 sào. Và lấy chồng cho một đứa em gái, mỗi đứa một cây vàng. Bốn đứa em gái thì đã lập gia đình hết rồi. Có lý lịch rất ngang đàn trai vậy đó. Bộ mà nha. Còn vậy đó. Ừ. Rồi giờ mình giới thiệu nè. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Con tên Đinh Thị Trang, năm nay con 28 tuổi. Làm nhân viên văn phòng, con làm ở bên Thủ Đức. Quê con đâu? Dạ con ở Đồng Nai. Đồng Nai là huyện nào? Huyện Định Quán, có đá ba chồng ạ. Bây giờ mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Tùng. Ưu điểm của con là từ nhỏ là con có một tính rất tự lập. Thứ hai là con làm việc rất trung thực. Bất cứ việc gì con đã làm là con phải có trách nhiệm với nó. Đúng. Hoàn thành tốt nó. Hoàn tốt. Dù nó có khi mà làm nó xảy ra sự cố hay gì đó, nhưng mà mình cố gắng khắc phục hết mọi thứ để hoàn thiện, để không bị sai sót nhiều quá. Rồi, con có điểm yếu gì không Tùng? Điểm yếu của con là hay lo và có tính bi quan. Bây giờ con lo gì mà thấy con run quá vậy? Dạ, lo lắng liệu mình có thể hiện tốt trước bạn gái cũng như gia đình bên bạn gái hay là... Có chú người ngồi đây không lo gì hết, giờ thoải mái lên ha. Đúng mái rồi, lên rồi con bi quan cái gì nữa Tùng? Dạ, con làm việc gì con cũng suy nghĩ cái chiều xấu trước. Con sẽ suy nghĩ nó xảy ra đến mức nào. Đúng, giống chú. Sau đó là mình... Mình suy nghĩ giống như mình làm việc gì nó... Cái thí dụ thất bại thì sao ta? Mình tính trước rồi. Đi. Để khi tới đó mình đừng có sốc. Nhưng mà khát vọng mình vẫn phải muốn chinh phục để thành công. Dạ. Nhưng mà suy nghĩ điểm xấu nhất nó là như thế nào, đúng không? Dạ. Tốt, không sao cả, đó không phải điểm xấu đâu con. Rồi thôi bây giờ bên đây mình nói đi, mình nói về mình chút xíu đi con. À, dạ, ưu điểm con nghĩ là con dễ gần với lại rất đúng giờ, rất nguyên tắc à. Với rất biết suy nghĩ cho người khác. Khuyết điểm con là hay quên. Với lại con bị cảm xúc nó chi phối nhiều á, là thiên về tình cảm nhiều hơn. Chứ là nhiều việc con không có xử lý theo lý trí được. À, con xử lý bằng cảm tính. Dạ. Chứ còn không xử lý bằng lý trí hả? Vâng. Con có sợ yêu xa không? Dạ không, con sợ yêu xa. Con nghĩ là ít gặp nhau thì khi mà mình gặp nhau cái cảm xúc nó nhiều hơn, với lại mình trân trọng cái giây phút đó nhiều hơn. Tùng đó giờ có mấy mối tình rồi? Từ đó giờ con có một mối tình. Từ thời học sinh, tuổi thơ con thì nói chung nó cũng xảy ra một sự cố là rất là buồn. Mẹ con với ba con thì kết thúc nhau sớm. Rồi con với cũng cùng mẹ cùng để làm để nuôi em, rồi con cũng lo đi học. Mà khi trong quá trình đi học thì có bạn đó là trong gia đình bạn có điều kiện ấy. Mà con đi học hồi đó nhà cũng nghèo lắm. Áo trắng con mặc mà nó cũ thì cả đồ của con mặc là người khác cho, chứ con đâu có được có tiền mà mua áo đem mặc đâu. Đồ con là cậu con cho con mặc lại. Cái khi đi học cái bạn gái thấy con, hồi đó con không có cảm giác là học là gì đâu. Lúc đó con cảm giác như là mình đi học cũng như nó buồn. Cái hai nơi gia đình nó nghèo nữa, đi học người ta hay nói nhà không có ba thì gia đình nghèo rồi người ta chăm chọc mình. Đó, cho nên cái bạn gái ngồi cùng con, bạn động viên con nhiều lắm. Bạn động viên con học, kêu rồi dù thế nào bạn phải học đi, bạn phải vượt lên, đừng vì vậy mà mình rồi nảy sinh tình yêu với bạn đó. Là tự nhiên em con thương thầm bạn ấy. Từ đó lớp 6 đến lớp 9 luôn. Nói chung là con cũng thăng trầm, hỉ nổi, ố cũng trải qua nhiều rồi. Cũng là một người đàn ông bản lĩnh vượt qua những khó khăn rồi ha. Con có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ con chỉ có một mối tình đơn phương năm 26 tuổi thôi. Tới giờ này bạn có biết là con đơn phương bạn chưa? Con có cái là con thích ai là như cả thế giới đều biết nha. Nhưng mà bạn không có tiếp nhận cái tình cảm của con? Tại vì cái bạn đó là có bạn gái rồi. Ồ, vậy hai đứa con giống nhau quá. Thì bây giờ con mong muốn là cái người bạn của con sẽ như thế nào, người yêu của con?
À, dạ, cái anh đó trưởng thành, tính ấm áp một chút xíu, biết quan tâm với người khác. Trưởng thành là có rồi đó nha. Ấm áp thì chưa biết chút xíu, con rờ có ấm không có luôn đó. Nha, quan tâm là có luôn, bởi vì nhà bốn em gái phải đi học vừa làm để phụ gia đình đó. Phụ mẹ từ lúc nhỏ nuôi em gái mà. Chào con. Chào cô. Rồi còn ngoại hình thì sao? À, chỉ cần cao hơn con chút xíu được rồi. Con cao nhiêu? Cao 1m55 thôi. 1m55 hả? Chứ con cao nhiêu? Chỉ con cao 1m69. Con 1m69 lận gần 1m7 đó con à. Yên tâm hả? Được. Con có thích đàn ông để tóc như thế nào không? À, dạ gọn gàng là được rồi. Tóc gọn ha? Dạ. Này quá gọn rồi. Tóc trắng ngay trán không? Tóc giống tóc chú Quyền Linh đó con. Ra đây, đi ra đây nè. Tóc này giống tóc tôi. Trời chú. Đó. Chào con. Con có thích cái tóc mà mái chấn thích vậy không? Thích tóc chú không? Hôm qua là chú lấy cái rổ á con, chú úp lên. Tóc anh bên đây cũng ngang ngang vậy đó. Điều nó không bằng chú thôi. Thích người đàn ông như thế nào? Sáu múi hay là ốm yếu hay là mập mạp hay là sao đó? Nhưng không có một chút thư sinh xíu. Dạ. Tao được ước thấy thôi. Được rồi, được rồi. Con muốn có một mẫu hình trong mơ thế nào? Con thích một người bạn gái có tính gọi là biết chia sẻ, đối nhân xử thế trong lời ăn tiếng nói trong gia đình. Cái thứ ba đó là da trắng. Trắng. Cái cuối cùng đó là đừng ích kỷ. Có thích gái đẹp không? Dạ. Đẹp hay dễ thương? Con nghĩ là dễ thương sẽ thương nhiều hơn. Đẹp. Thích dễ thương đúng không? Dễ thương cũng được, cái nào cũng tốt hết chứ. Đẹp khác dễ thương nha ông nội. Đẹp. Ông nói tôi đi, tôi đẹp hay dễ thương? Cả hai. Con đi với ai? Dạ con đi với đồng nghiệp con. Đồng nghiệp có con chào ý. Cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Qua cái cách nói chuyện của bạn nam này á, thì con thấy bạn là một người rất là thật thà. Ngại một cái là hai bạn bây giờ cái khoảng cách địa lý hơi xa. Và trong khi đó công việc của bạn Trang á, thì đa phần là làm việc ở công ty. Cái thời gian mà dành cho bản thân cũng không có được nhiều lắm. Vì vậy cho nên là bạn có thể nói về khoảng cách địa lý thì hai bạn có thể là dành cái thời gian nào đó trong tháng một vài ngày để hâm nóng lại hoặc là để làm nóng cái tình cảm của mình lên. Rồi cảm ơn nhà gái. Còn con, con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với mẹ con. Chào anh Nguyễn Linh và cô Hồng Vân. Tôi ở nhà cũng coi miếng rồi cũng khuyên nó nhiều lắm, cũng muốn về đăng ký rồi đi tìm vợ. Mà giờ nói thì nó ngặn ngào khó nói. Sao vậy? Sao có gì thì cứ hai con tìm hiểu mới thấy được. Ờ, thế hả? Để chú Quyền Linh với cô Hồng Vân mà làm mai cho con được rồi. Má cũng mừng. Rồi. Nói một vài câu với con dâu tương lai đi, cảm nhận cháu thế nào? Má thấy con cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn. Má có khuyên lời nào với con trai của mình không? Dạ, mơ khuyên là con trai cố gắng chinh phục dạ. Bạn này đúng không? Dạ. Trời ơi, đâu phải đơn giản đâu. Người bốn đứa con gái, một người con trai, giờ bốn đứa đi lấy chồng hết rồi, còn đứa con trai trụ cột để lấy vợ má hạnh phúc chứ, đúng không cô hả? Còn thằng con trai thôi, con dồn hết cho nó chai trượt. Thôi mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Dạ. Rồi đứng lên tặng hoa đi. Chết đứng nữa rồi, Tùng nó chết đứng luôn rồi. Chung mà anh đến từ đất nông xuống đây thì anh không có gì hết á. Chỉ có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em có một món quà này, trong đó là gia tự em làm á. Và em cũng nghĩ là nó hợp với anh. Anh có muốn mở ra xem chứ không? Mở đi, mở đi Tùng. Anh mở đi. Trên đây là những con hạt em gấp á. Và có con là sẽ có chữ, còn có con là không có chữ. Anh muốn bóc thử một con thử. Anh thì anh thích màu hồng. Anh sẽ lấy. Rồi anh mở ra. Lúc nãy em có nghe anh chia sẻ là anh là người lo xa đúng không ạ? Đúng rồi. À, khi mà anh bóc trúng con hạt này nè, anh chắc chắn không biết gấp nó đâu ha. Và khi mà anh mở ra, nếu mà nó không có gì á, trong tờ giấy này là không có chữ ha, là nó giống như là cuộc sống vậy đó, là có những điều là mình có rất nhiều điều là mình muốn nhưng mà
nỗ lực hết sức cũng chưa chắc là có được. Bốc thêm một con nào có chữ nó đi cùng thử xem như thế nào. Không biết con nào có chữ. Thôi nào trong đó ghi vậy em sẽ về Bình Phước với anh không? Thì rất nông không nha. Không có đâu ạ. Đó, cái đó nhiều chữ á, cô liếc sơ sơ. Anh đọc. Chúc anh bình bình an an, vui vẻ, vui vui, vẻ vẻ. Chữ anh xấu lắm hả? Quãng đường phía trước. Đúng. Chúc anh bình bình an an, vui vui, vẻ vẻ. Quãng đường quãng phía đường trước. Phía trước. Ok. Con cũng có một ước mơ, con đang... Con nói luôn đi con. Thay vì con viết, bây giờ con nói luôn đi, con ước cái gì? Ước mơ của con là muốn trở thành mở một quán cà phê cho riêng mình. Đó là những cái cà phê con làm ra. Vậy là quá tốt rồi, con cứ viết lên ước mơ của mình. Để anh nói trước. Anh nói thiệt là anh là người nông dân thật, chất phác lắm. Nhưng mà không biết là trong tương lai anh và em có thể viết lên được câu chuyện ước mơ của anh hay không. Nhưng mà anh mong hiện tại chúng ta cứ cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Anh cũng có ưu điểm gì đó để cùng viết lên ước mơ của em. Và ước mơ của em là gì? Con run hả con? Đời ai phải có ước mơ nha con. Em là cũng muốn là mở một cái giống như cái gì đó của riêng mình, giả sử như một cái tiệm may hay là một cái công việc gì đó mà nó cụ thể để có thời gian chăm sóc cho bản thân mình và cũng như dành thời gian cho gia đình thôi. Mà hiện tại thì em chưa hoạch định. Chưa nghĩ ra một cái nghề gì để làm cho phù hợp. Quán cà phê đó là tốt rồi. Đúng rồi, mở quán cà phê, quản lý quán cà phê đồ ha. Trao nhau cảm nhận thế nào đi, lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thì thấy anh hiền, coi cách nói chuyện anh thì em thấy anh thật thà. Và theo như em nghe được cái chia sẻ của anh thì anh là một người trưởng thành. Cô gái nào đó mà lựa chọn anh thì về tương lai thì rất là giống như có một chỗ nương tựa rất chi là vững chắc. Thì em nghĩ vậy. Anh cảm ơn. Anh tính nói em nói có thể chia sẻ thêm nữa không? Tại vì em hay quên, chứ là em nhớ tới đâu em sẽ hỏi anh, chứ xíu là em sẽ quên mất luôn. Anh cảm nhận em, em có phần sống gọi là nội tâm rất nhiều. Em là người thích được người ta bảo vệ, được tạo cho em cứ cảm giác được một mái ấm gia đình là ấm áp. Mà em cần một người đàn ông đủ trưởng thành để bảo vệ em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em. Nói xa hơn nữa là cũng như làm gương cho em cũng như con của em. Vậy con thấy con đủ bao nhiêu phần trăm cho cái ước mơ đó? Theo con thì khả năng của con làm thì con sẽ cố gắng làm. Bao nhiêu phần trăm? Theo bản thân con nghĩ thì không ai trọn vẹn gọi là 100% hết. Nhưng mà con sẽ cố gắng làm hết 100% năng lực của con, những gì con đang có. Bạn trai bước tới nắm tay bạn gái đi, nói bằng cả trái tim của mình nha, nhìn thẳng vào nhau, chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Anh hy vọng rằng hôm nay khoảnh khắc này hãy cho nhau một cơ hội. Nếu mà chúng ta cùng nhịp tim cùng đập thì chúng ta cùng đi xây dựng ước mơ của hai đứa. Rồi. Em có suy nghĩ gì không? Em có một cái đó là trong tình cảm á, là nếu một khi em có cảm xúc với đối phương thì phải như bằng mọi cách em sẽ cố gắng nắm bắt. Còn nếu như không có cảm xúc thì em sẽ không miễn cưỡng. Hết thời gian. Nếu đúng chúng ta có cảm xúc thì đừng ngại ngùng, bằng mọi giá bấm ngay cái nút đó. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Như vậy là cô gái không bấm nút. Cho con chia sẻ một chút xíu đó. Là em đúng như anh nhận xét đó, là em muốn có một người yêu thương, quan tâm em, bảo vệ em. Nhưng mà em muốn, tại vì em chưa từng yêu, chỉ là em muốn mình có được trải nghiệm những cảm xúc yêu đương như bao nhiêu người khác thôi. Chỉ là em không thể vội vàng đồng hành với anh được.
chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quỳnh Linh. Và rồi xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thủy. Năm nay em 29 tuổi. Em ở Bình Chánh ạ. Hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là làm... Em làm điều dưỡng. Điều dưỡng. Dạ. Về cái khoa nào? Dạ, em làm phòng quản lý chất lượng chuyên về khiếu nại, khiếu kiện, giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện. Mời em trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim. Năm nay em 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ quản lý quận 8. Thủy Kim. À, hợp lý nha. Kim sanh Thủy đó ha. Rồi thế vậy là Thủy có cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn toàn tâm trong mọi công việc. Còn khuyết điểm của em là chắc là do em hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Còn em trai? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên và có cái tật là nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều. Đổ này hơi trộm ấy ha. Dạ, mà em đổ rất là nhiều. Đổ nhiều đúng không? Dạ. Phải đi kiểm tra sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ thì em cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ, em cũng trải qua hai mối tình anh. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất nhiêu? Dạ, mối ngắn nhất là 3 tháng, mối dài nhất là 2 năm. 2 năm rồi sao mình chia tay? Dạ, do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi định cư ở bên bển luôn rồi, tụi em sẽ ra chia tay. Đành phải chia tay đúng không? Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ, cách đây cũng được 9 năm rồi anh. Trời ơi, 9 năm rồi. Dạ, 9 năm rồi không có yêu ai nữa luôn. Dạ, cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được với nhau anh ơi. À, đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái. Em làm cái nghề của em á, dạ, có khi nào mà em được bệnh nhân yêu mình không? Dạ, sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình rớt nước mắt. Sao? Tại dạ, sao? Vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng và tiếp dân khiếu nại khiếu kiện thì các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và em sẽ tiếp. Và nhiều lúc không, mình không phải là người gây ra vấn đề, nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó làm cho mình thấy tổn thương. Thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân. Nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi. Cứ xin lỗi mà họ cứ chửi thôi. Dạ, tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ, có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân. Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ, vị trí của em chắc không có ạ. Dạ, em trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là 4 năm, lúc em còn học sinh. Mối tình thứ nhì là được 2 năm. Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 3 năm. Lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải giỏi việc nước đảm việc nhà. Khi mà một người đi làm công việc hàng ngày từ thứ hai thứ sáu vậy thì về anh bị bắt là phải nấu cơm. Ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món. Ví dụ cá chiên là phải nước mắm mọ, chua ngọt. Rồi ví dụ như là cá kho thì phải nước mắm khác. Canh thì phải sao. Thì em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn, nhưng mà để mà làm như một bữa ăn thịnh soạn như vậy dạ, thì là em sẽ không có thể theo nổi. Bên ông dạ, chào anh. Rồi, xinh gái xinh đẹp quá đây. Thật sự anh qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Dạ, một cái người trực điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ, bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Dạ, thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy. Dạ, mà mình nghe hết. Dạ, và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Dạ, tôi cũng thông cảm nha. Dạ, và cũng cảm ơn những người như em. Dạ, à, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, đối với em thì em muốn anh ấy một người cao 1m/1m65, ngoài hình thì nhìn được là được. Và quan được. Trọng là đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em, để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn.
cho dù phong ba bạo tố về tướng anh cũng hơi to. Em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ em không thích ở đàn ông là hút thuốc, nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Dạ, dạ em... chị Hồng Vân. Sao nè, có hút thuốc không nè? Dạ có hút xã giao chị. Xã giao là nhiêu nè, ngày nhiêu điếu nè? Dạ khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Từ 3 điếu, thiệt không á? Thiệt chị. Xã giao ai mà ít vậy? Dạ, xã giao thì cũng anh em trong công ty thôi chị. Xã giao là điếu thôi. Nhưng mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3-4 người là khổ vậy đó. Dạ. Rồi á, là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ em nhậu cũng 4-5 lon rồi chị. Cũng 4-5 người là điếu thuốc với lon bia đó. Dạ. Em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, hòa đồng vui vẻ, rồi biết trên biết dưới, với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên kia là dư luôn đó em. Có muốn bạn nó giỏi việc nước, đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy, nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cùng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Em biết nấu ăn không? Dạ em cũng biết nấu mấy ông đơn giản thôi chị. Nói nghe nè, ví dụ như bạn đẹp tự nhiên, rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu xíu á, thì em thấy sao? Em thấy cũng bình thường, nữ hiểu làm đẹp mà chị. Rồi em thích con gái đẹp không? Thích chứ, em thích đẹp. Đẹp chị. Bây giờ con gái cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè? Dạ em nghĩ từ 1m60 tới 1m65. Chết rồi, em còn 1m50 rồi. 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết rồi, 1m50 giờ dạ, sao? Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Còn em cao mét nhiêu nè? Dạ em 1m72 chị. 1m72 đó. Lực lượng đô con có thể bảo vệ em được. Dạ. Ừ. Tôi thấy là được đó, ổn nên đó. Nên hỏi người thân đi ha. Hỏi đi Vân. Để cho trẻ gặp nhau đi. Đúng ha. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À đi với mẹ. Xin chào chị Hồng Vân. Chào MC Quyền Linh và chào gia đình nhà gái. Thì từ đầu mà thấy cháu gái bước ra là cô đã rất là thích rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi cô cũng nói là về cháu Kim á, anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui, hòa đồng với mọi người. Thì nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à, hai đứa con là trai, Kim là anh. Thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là hai anh em đều có phụ giúp với cô hết, chứ một mình cô thì cũng không làm nổi đâu. Cháu nói là nhà cháu ở gần Bình Chánh thì rất là tiện với lại Trọng Kim bên đây. Tự vì nó cũng là ngay quốc lộ 50. Nhà cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn. Có bao giờ em nghĩ trong đầu á là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ? Dạ cũng có chị. Có ước đúng không? Mẹ cũng đẹp đó nha. Em là trời tiêu nhá, em cầu được ước thấy đó. Mẹ đẹp mà con dâu tương lai cũng đẹp luôn cái đó. Cái nét của con dâu có nét giống mẹ đúng đó rồi. Nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó. Sao này giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị họ của Thủy. Qua buổi nói chuyện thì thấy bên đàn trai là ngoại hình dễ nhìn, tính tình thì cũng dễ gần. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Rồi, vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Mở rào. Không gian này là của Kim với Thủy đó. Kim, Sanh, Thủy. Chào em. Chào anh ạ. Lần đầu tiên gặp em có món quà không? Dạ, rất vui được gặp anh ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, cho em món quà em tặng nhỉ. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Quà thì mở ra coi là gì nè. Dạ. Đây có một ít mỹ phẩm anh tặng em. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Là gì vậy, gì Kim? Mỹ phẩm chị. Dạ, nước hoa, nước son ạ. À. Son, rồi kẹp chì mắt. Dạ. Thì hả? Dạ, em sẽ dùng nước hoa và những cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ. Dạ. Ông này ông mâu thuẫn ghê á, ông Kim. Ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng cho người ta toàn những cái đồ. Em cũng có một món quà tặng anh. Và trong đó có một bức thư. Em có, đó là những lời em gửi gắm tới anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh có quên mở ra đọc được Dạ anh có thể mở ra đọc cho mọi người coi ạ. Chào anh, Việt Nam hơn 95 triệu người. Em gặp được anh là một cái duyên. Chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ. Nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay. Tốt rồi. Lần đầu tiên em anh em có cảm giác như thế nào? Dạ
Em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Dạ. Dạ. Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh dạ. đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Và cũng có nét giống mẹ anh, như dạ. chị Hồng Dân đã nhận xét. Dạ. Sở thích của em thường thường là thích đi đâu nè? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình, dạ. mình nấu những bữa ăn dạ. cùng với gia đình. Ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. Anh thích đi chơi lắm, nói chung anh thích la cà dạo phố xong vòng Sài Gòn. Bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi. Dạ, thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu. Dạ. Nếu mà em với em tiến tới được hôn nhân, anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được. Dạ. Dạ. Nếu như mà ba mẹ bắt làm dâu thì em vẫn làm dâu, còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì có thể dạ. ở nhà em, ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến lên và gần với ba mẹ hơn. Dạ. Nếu như hai đứa chung một nhà, quan điểm về con cái, con trai con gái ra sao? Anh thì không quan trọng con trai hay con gái, con nào cũng là con của mình, anh dạ. đều thương như nhau. Đối với em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Dạ. Tại vì mẹ mang bầu em và dạ. khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Dạ. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Dạ. Tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà nhà em có mấy người? Dạ, nhà em có chị gái nữa. Là hai chị em? Dạ. Với mẹ, lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau. Dạ. Thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á, thì cái người chồng á, là cái vai trò của em không phải là chồng không, mà em phải có cái tình cảm của người cha, sự bảo vệ, sự bao dung đối với vợ của mình. Đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Bây giờ đẻ con gái là có vàng trong nhà đó nha. Dạ. Con gái rượu đó, không có lo nữa. Bây giờ thế này nè, mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi, để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha. Tươi quá, mặt tươi rồi rói vậy thiệt á. Nắm hai tay luôn Kim à. Nhìn vào Thủy à, anh xin hát một điệp khúc của bài Đúng Người Đúng Thời Điểm. Dạ à. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh, tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cảm ơn anh ạ. Thủy đáp lại đi. Dạ, để đáp lại anh thì em xin tặng mọi người trong trường quay, cũng như là các đồng nghiệp đang hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu, bài hát Cô Gái Ngành Y. Vào ca trường đêm nay, trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy, thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui chiếu rọi với đàn chim non, ánh mắt em đây như muốn nói, em đây là cô gái ngành y. Em cô gái ngành y, không ngại chi gian khó, với tấm lòng lương y, thầy thuốc như mẹ hiền, mãi mãi còn trong tôi nhẹ nhàng dịu dàng, cô gái ngành y. Chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị à, mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không? Tôi không biết có rung động hay không, mà tôi thấy ông Kim mồ hôi của ông thiếu điều, bây giờ nè nó chảy ướt áo luôn rồi. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền, còn nếu chưa rung động không còn bấm. 1 2 3 hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi, bấm nút cũng cùng chung một nhịp. Ý nói gì với mẹ đi? Dạ con xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu, và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm nên mong rằng gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương đùm bọc con. Hay quá. Rồi
để mẹ nói một câu nè. Đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái, cô rất thích con gái. Mà hôm nay á, là nếu là con hẹn hò với con của cô thì cô thương con như con gái. Quá trời hay luôn rồi. Rồi đó, bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên gò má của bạn gái coi nào. Dạ, xin phép chị cho em hôn gái. Dễ thương lắm á. Dạ, anh nó run quá, anh run cầm cập. Run quá đúng không? Hai đứa đều dễ thương cả. Dạ. Những cái nụ cười rất là tươi. Và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha. Dạ. Đây. Và đây là những món quà của chương trình trao cho hai bạn. Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai chồng nhá. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ông Vân. Xin chào anh trai bên kia. Xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Uyên. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang làm giảng viên đào tạo thẩm mỹ. Em là một chuyên gia tư vấn làm đẹp khuôn mặt theo xu hướng phong thủy và nhân tướng học. Em hiện tại đang có một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Ủa, có nghĩa là em làm việc ở Hà Nội hay là ở đây? Khi đăng ký chương trình này thì các bạn học viên cho em đăng ký ở đây vì em mở một cái trung tâm đào tạo ở đây. Ở đây. Nhưng mà cái thời gian dịch vừa rồi thì cái cửa hàng ở ngoài kia cũng có cái sự xáo trộn, vào trong này cũng có một chút, thì em vừa mới chuyển dồn hết về Hà Nội. Có nghĩa là bây giờ là em đang ở ngoài Hà Nội đúng không? Bây giờ em đang ở Hà Nội. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em xin giới thiệu. Em tên là Nguyễn Phúc Thọ. Năm nay em hơn 40 tuổi ạ. Em đang là nhân viên lái xe cho công ty ạ. Lái xe tải hay xe? Dạ, con là lái rồi. Xe con ạ. Lái xe con. Dạ. Hiện giờ thì đang làm việc ở quận Nhất ạ. Coi như là một người thành phố Hồ Chí Minh, một người tốt Hà Nội đó. Nhưng mà vì công việc thì bạn Hà Nội cũng có thể đi ra ra đi vào thành phố Hồ Chí Minh, mà lái xe thì cũng có thể đi ra Hà Nội. Dạ. Không sao cả. Vấn đề là tình yêu đủ thăng hoa thì mình đi tới đâu cũng là vấn đề. Họ cho bên đàn gái biết về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em thì em chạy xe thì hơi nhanh, nhưng mà em dạo này thì cũng bớt nhanh rồi ạ. Nhanh thì có an toàn không? Dạ, cũng an toàn ạ. Nhanh thì cái cao tốc là phải nhanh rồi. Dạ. Nhưng mà an toàn. Thứ bảy chủ nhật thì em cũng nướng lắm ạ. Khuyết điểm gì nữa không? Dạ, khi cũng hay nóng tính chút xíu ạ. Còn gì nữa? Hết rồi anh ạ. Như đó cũng là mệt rồi đó. Còn ưu điểm là biết nấu ăn, phụ giúp công việc nhà này kia. Rồi. Đó, vậy là ok rồi đó. Rồi bây giờ còn mình nè, mình nói cái điểm mạnh điểm yếu của bên nhà mình nè. Em thì là một người cũng lành tính thôi. Biết yêu thương, quý trọng người già, yêu trẻ em. Và em hòa đồng, em cũng là một người nhanh, nhạy bén trong công việc. Em yêu công việc. Còn điểm yếu của em thì chắc là em có một chút cái tôi. Mọi người có cảm giác là em hơi khó tính một chút. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai chồng nhỏ. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Còn bạn trai, đường tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình kế còn tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 2 năm. Sau đó thì có cái việc nó không được may mắn nên em chia tay rồi. Và có một con trai. Có nghĩa là em cũng đã có con rồi. Dạ, đã ly hôn rồi. Có nghĩa là như vậy là em cũng đã một em đã có một rồi, lần dạ, lỡ chuyến đò chứ đâu phải là một lần. Con của em là đang ở với ai? Dạ, con của em bây giờ thì đang ở bên bà ngoại. Bao nhiêu tuổi rồi? Bên mẹ phải không? Dạ, 14 tuổi ạ. Rồi hiện nay em ở với ai? Dạ, hiện giờ thì em đang ở quận 9, có một mình em thôi. Em ở nhà riêng hay là? Dạ, nhà riêng. Em đi dị vợ em bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng gần 10 năm rồi anh. Gần 10 năm, lâu rồi ha. Lâu rồi. Rồi 10 năm qua thì đi làm thôi.
Dạ thì cũng đi làm mà cũng có ý định làm quen, nhưng mà do cái duyên đó, không có nên cũng chưa có tìm được người. Có rơi rụng đâu đó nữa không? Không có anh ạ. Hỏi cho kỹ bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng ha. Dạ. Mình làm mai làm mối phải biết cho nó kỹ chứ không nó tội nghiệp người ta. Dạ. Nói chung là hai người đều lỡ chuyến đò. Lỡ một chuyến đò ha. Nhưng... thì bây giờ là chị muốn hỏi em là một cái nửa còn lại của em lần thứ nhì này thì em muốn cái người phụ nữ đó phải như thế nào? Dạ em muốn một người phụ nữ sống chân thật, quan tâm đến gia đình này kia và biết nấu ăn. Em có quan trọng về ngoại hình không? Ngoại hình thì em nghĩ giống như kiểu Như Phúc hay là Thanh Trúc là được. Như Phúc, Thanh Trúc, coi Như Phúc, Như Phúc, Như Trúc gì hay là gì đây. Đây, xin mời ông giao lưu với nhà gái chúng tôi. Dạ, con gái. Nhìn về có ai nghĩ 35 tuổi không trời? Xinh rồi nha. Xinh mà trẻ trung. Anh nói ở đây Như Phúc cũng là em út anh thôi, nhưng bạn này cũng nét giống giống vậy đó, mà cũng mặt gương mặt cũng xinh đó. Em muốn một người mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Em muốn một người đàn ông trước tiên là phải biết hiếu thảo với cha mẹ, rồi gia đình là quan trọng nhất, vợ con. Người đàn ông không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không nói nhiều. Ngoại hình thì sao em? Em nghĩ rằng là một người mà đàn ông mà để em có cảm tình thì người đó có cái sự phúc hậu, sự nói chung là đàng hoàng, tử tế là em thích rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ em đi với ai? Em đi với hai chị gái của em và một em trai đồng nghiệp ạ. Rồi, xin mời đại diện nhà gái. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chào, chào nhà trai ạ. Em chào tất cả khán giả ạ. Em là Tuấn, là đồng nghiệp, cũng là em trai của chị Uyên ạ. Chị Uyên thì là một người khá là nhanh nhẹn, chỉ có điều là bởi vì là người phụ nữ kiểu từng đổ vỡ đấy ạ, nên là chị ấy khá là mạnh mẽ và khó tin tưởng đàn ông thôi. Và em thấy anh Thọ ở đây thì là một người khá là hiền lành. Nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ. Cảm ơn Trinh. Họ đi với ai? Dạ, em đi với cô ruột và chị làm chung công ty ạ. Mời nhà trai nào. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Tôi là cô của Thọ. Tôi không khen cháu của tôi, nhưng mà tôi biết là cái bản chất tuy rằng nóng tính, nhưng mà khi con nghe nói Thọ nói nóng tính thì con đừng sợ là sẽ đánh đập hay là gì, không có. Thì cô thấy qua cái sự giới thiệu của con thì cô cũng thấy là một người phụ nữ rất tốt. Thì bây giờ thì có thể là một cái chuyện hôn nhân là cái chuyện lâu dài, tại vì hai con đã từng có những sự đổ vỡ rồi. Thì bây giờ đây cũng là một cái cơ hội để hai con gặp nhau. Nếu có tiến tới hôn nhân và sống chung với nhau thì cái điều là rất tốt. Thì mỗi người trong cuộc sống này ai cũng có những cái khuyết điểm riêng. Thì nếu mà thực sự yêu thương và tha thứ cho nhau thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp nhất. Và cô mong ước những điều đó cho hai đứa như vậy. Xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Cảm ơn cô. Rất tuyệt vời những lời chia sẻ từ quá, hai bên gia đình đó. Bây giờ mình mở rào, mở rào đi nha. Đó. Mở thấy rào. Cái cảm xúc đầu tiên nha. Bắt đầu đi Thọ. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Anh tặng cho em đôi giày. Dạ em rất thích. Nhưng mà anh mua size bao nhiêu đấy ạ? Cho anh không nói số đi, em cứ thử nói. Em ngồi xuống đi, thử mang thế nào. Giống nó vừa giày là duyên tử số mà đó giày nha. Cô Tắm á, cũng cái mũi nhọn giống kiểu quỷu của em thích nè đó, thấy chưa? Dạ. Chắc là trời ơi vừa in luôn. Vừa không. Có nghĩa là vừa mà không có không xê xịt một miếng nào luôn, mang lên luôn đôi mang mới luôn, luôn. Đây là mình ảnh đẹp đấy, đây là một kỷ niệm đẹp đấy. Dạ anh ơi, em rất là thích đôi giày này, nó không những khá vừa chân em mà cái màu rất nhã nhặn hợp với cái tính cách của em á. Mang lại luôn đi, mang luôn cho đủ được cặp má. Đi em đó, bỏ đôi cũ vô hộp đi, đóng lại đôi cũ đem cất vào bên trong. Đúng rồi, mình thay đổi cuộc đời đi. Đúng thay rồi, đổi mọi thứ cho lại. Nó đẹp. Em có bối rối không cần phải bối rối gì cả. Chuyện mang giày để anh lo đi. Rồi. Em có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Em đeo ngay bây giờ, ngay và liền luôn. Em có một chút quà tặng anh.
Đây là cái cà vạt. Biết đâu đôi giày ấy và cà vạt ấy mình sẽ mang và đeo đúng cái ngày nào ấy. Anh có thích màu này không? Màu này đẹp. Dạ. Nếu sau này mà em và anh mà có duyên thì em sẽ cố gắng học thắt cà vạt và em sẽ thắt cho anh mỗi buổi sáng. Trời. Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau đi. Em muốn hỏi là anh có cái suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ đã từng đổ vỡ, hay nói đúng hơn là đã từng trải qua một lần hôn nhân như em? Anh thì anh thấy em người rất là dễ thương. Còn chuyện đổ vỡ thì đối với anh thì nó cũng không quan trọng, tại vì mình đến với nhau là mình chân thật, mình chăm sóc cho nhau. Nếu như sau này mà mình đến với nhau thì con riêng hay con chung gì thì mình cũng quan tâm, chăm sóc và nuôi dạy cho lớn lên người tốt cho giúp cho xã hội. Nhẽ ra là em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng qua cái đợt dịch vừa rồi thì cái công việc của em nó thu hẹp lại, thì em dồn về cái cơ sở ở Hà Nội. Đó, thì hiện tại là em đang sống ở Hà Nội, thì em không biết rằng là cái khoảng cách địa lý như vậy thì có anh cảm thấy rằng là mình có muốn tiến tới một cái mối quan hệ mà bạn gái của mình ở quá xa như vậy không? Thì nếu được thì anh sẽ mua vé máy bay đi ra, và nếu như sau này mà em cảm thấy hợp thì mình sẽ chuyển về thành phố làm việc. Trong trường hợp mà em công việc của em ở Hà Nội mà em vẫn muốn giữ cái công việc ở Hà Nội và em muốn sống ở Hà Nội thì anh suy nghĩ như thế nào? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ra ngoài đó. Nghĩa là sẽ đi lại lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Anh có nghĩ rằng như vậy thì cái cuộc sống gia đình nó có được như anh mong đợi không? Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp. Một ý là... của ấy hỏi là anh có thể ở ngoài đó luôn được hay không đó. Dạ. Dạ, cái này thì để cho em thêm thời gian để em sắp xếp công việc. Nếu như nó hợp lý thì anh sẽ ra ngoài Hà Nội luôn. Đó. Mình có rung động gì với cô gái này chưa? Em có rung động. Có rung động. Bây giờ em cứ bước tới nắm tay cô gái ấy. Đấy. Để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Em muốn nói gì với cô ấy ngay bây giờ? Từ tận đáy lòng của mình, từ tận con tim của mình. Anh có một bài hát muốn tặng cho em. Anh dạ, em cảm ơn anh. Bằng lòng đi em, anh về quê đưa má lên liền. Mẹ cha lên hỏi rước dâu bằng xe bốn bánh. Áo cưới hình đôi bồ câu, hai đứa mình cùng mái tâm tình. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Trời ơi. Đó. Đàn ông Nam Bộ là người ta vậy đó em. Ta có làm sao người ta nói vậy chứ ta không có giấu giếm em ơi. Em có năng khiếu một chút về âm nhạc. Em có thể hát cải lương, có thể hát chèo, có thể hát quan họ, nhạc vàng các thứ. Anh thích nghe thể loại nhạc nào? Nhạc vàng anh nghe được, quan họ anh nghe được, cải lương anh cũng nghe được. Không sao cả. Dạ anh muốn cải thì lương. Em cứ hát thì anh sẽ nghe thôi. Hát hết luôn ba loại thể loại. Cải lương thì thường là em thích, trước ấy, em thích nghe Mạnh Quỳnh với cả Phi Nhung hát những cái bài tân cổ. Em hát một đoạn thôi, nhưng mà thực ra là mình cái nội dung của bài hát anh đừng ứng vào trong cái trường hợp của chúng ta nhá. Thì nó hơi buồn. Em trả cho anh những chồng thư cũ, là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa. Tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên, xin trả lại cho người. Hay quá! Chẳng ai đau xót ngậm ngùi, lưu giữ làm chi những tờ thư cũ, vì em sợ rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà nhớ thương người tình cũ. Đã chia phối mỗi người một ngã, hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Cảm ơn anh nhiều. Hay vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đủ để cảm nhận xem mình có bấm chiếc nút đây hay không. Cả hai để tay vào nút bấm. Hãy làm theo cảm xúc của mình.
các bạn đủ lớn để có thể cảm nhận tất cả điều đó. Nào. Nào, bây giờ bắt đầu nha. Sau 3 tiếng đếm ha. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do. Cho em nắm tay anh. Thực ra anh là một người đàn ông rất là tốt. Nếu như mà bất cứ một người phụ nữ nào mà lấy được một người chồng như anh. Tuy nhiên có một cái lý do để em không bấm nút, đó là khoảng cách của chúng ta quá xa. Lỗi là do em, bởi vì là trước là em làm việc ở trong này và em đã xác định là em sẽ vào trong này sinh sống. Thế nhưng mà cái điều kiện, cái lý do khách quan là do dịch Covid ạ. Thì em, cái công việc của em thay đổi, em phải chuyển ra ngoài. Thì cái lý do em không bấm nút không phải là em chê anh bất cứ một lý do gì cả. Anh rất là tốt. Em chỉ lo lắng rằng là với cái tầm tuổi như chúng ta rồi, còn con, còn cái, còn công việc mà nó không có một cái gì chắc chắn, một cái gì đó mà mang lại cái tương lai cho cả hai, thì nó sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em. Em chúc anh hạnh phúc. Vậy thì em cũng cảm ơn em. Thì em cũng hy vọng rằng sau chương trình này em sẽ tìm một người phù hợp để yêu thương em và chăm sóc cho em và con em. Em cảm ơn anh nhiều. Chị thấy rất mong mình. Thấy là hai bạn nên giữ liên lạc với nhau. Thực ra mình là bây giờ cứ đồng hành với nhau như là bạn bè đó, chia sẻ với nhau là chị thấy rất là tốt luôn. Đúng ra nếu anh là Như Thọ, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Anh sẽ ra Hà Nội, anh nói thẳng luôn. Tại vì em cũng không có dứt khoát lắm, làm cho cô ấy có một vài cái điều suy nghĩ về khoảng cách. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm mà mình có được trong ngày hôm nay để chúng ta có một hành trang đẹp trên con đường mình đi, và biết đâu hạnh phúc sẽ sớm đến một ngày nào đó với hai bạn nha. Cha này khó quá, không biết nói sao luôn. Cứ ngắm con đi con. Trời, có chút xíu à. Mày sao mà yêu sớm vậy con? Con thấy vậy là cũng buồn rồi chứ, cũng buồn rồi chứ. Cũng buồn rồi đó hả? Tật xấu của con là chưa tự tin trước đám đông. Mệt mỏi quá thì hay ngủ nướng. Điểm yếu thì con là rất là mau nước mắt và suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rất là tự ti. Mình tôn trọng cái tình cảm của mình thì nó sẽ không có bất cứ một cái việc gì xảy ra với bạn nam khác giới hay là bạn nữ khác giới cả. Nhà trai ra trước cho nó không khí coi. Mời nhà trai. Mà mỗi Ngọc Lan chờ nhà gái chuẩn bị nha. Ôi, chào chàng trai. Mời nhà gái. Dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho phép em xin được chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. MC Quyền Linh cùng MC Ngọc Lan ạ. Và bạn nữ và người nhà bạn nữ ạ. Em tên là Đặng Mạnh Tuyến ạ. Em sinh năm 1997. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tuyến? Dạ em đang làm IT. Rồi thôi bây giờ chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ, thì lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Chào chú Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em tên là Lê Diệp Nữ Vi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Vi sinh năm mấy Vi? Dạ, con sinh năm 2002 ạ. Trời đất ơi. Sao rung dữ vậy? Con trẻ dữ vậy. Trời, mình mới 19 tuổi rồi, vậy thì cái tình trường của mình là nó có được trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em mới trải qua hai mối. Mới hai mối. Mới có hai mối. Dạ, mới hai mối rồi ạ. Tôi nghe cái vụ mà năm 2002 mà mới trải qua hai mối tôi qua liền. 19 tuổi mà trải qua hai mối tình rồi, vậy thì cái mối tình đầu tiên là mấy tuổi? Hai mối đó đều là năm học cấp 3. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ mối dài nhất của con là gần 2 năm. Trời ơi, 2 năm. Vậy là con bắt đầu yêu từ năm lớp mấy, lớp 10 à? Dạ lớp 10 là bắt đầu mối tình đầu tiên. Giữa năm lớp 11 thì em mới bắt đầu mối tình thứ hai. Hậu sinh khả quý. Cha này khó quá, không biết nói gì sao luôn. Tôi ngắm con đi con. Trời, có chút xíu à. Mày sao mà yêu sớm vậy con? Con thấy vậy là cũng muộn rồi chứ, cũng muộn rồi chứ. Cũng muộn rồi đó hả? Sao nè Tuyến, yêu mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Cũng hai mối hả? Dạ. Yêu từ năm lớp mấy? Từ hồi cấp 3 và đại học.
Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm Tuyến? À, hai mối tình đều 2 năm. Là 4 năm yêu rồi. Dạ. Cũng kinh nghiệm tình trường lắm hả? Kết thúc năm học cấp 3 thì bọn con bắt đầu lên thành phố học á. Thì bạn gái thì vào Sài Gòn, còn con thì học ngoài Bắc. À. Cho nên là bọn con chia tay nhau. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Vi ơi. Dạ. Mà lý do sao mà mình yêu 2 năm mà mình chia tay vậy Vi? Cái lý do chia tay của con cũng giống như bạn nam bên kia là lúc đó khi mà tốt nghiệp xong thì hai đứa con thì vào Sài Gòn học, còn bạn đó thì học ngoài Đà Nẵng. Hai đứa giống nhau ha. Cái mối tình đầu tiên của con á là học hết lớp 10 là con chia tay rồi. Là con có biết lý do không? Khi nói về bạn nam đó thì không có điểm gì để chê hết. Vì bạn đó rất là tốt. Nhưng mà là do con tự nhiên con cảm thấy cái tình cảm của mình nó không còn nhiều nữa. Có phải là con do con không chín chắn không? Dạ đúng rồi. Vậy giờ chín chắn chưa? Dạ con nghĩ là qua hai mối tình đó rồi thì bây giờ con đã đủ chín chắn rồi ạ. Bên đây người ta chín chắn rồi, để đi qua bên kia coi coi bên kia có chín chắn không nha. Công nhận nó giỏi thiệt á. 19 tuổi là vào chín chắn rồi đó nha Lan nha. Chào con. Giờ không biết thiệt không biết kêu bằng gì luôn á. Kêu bằng chị. Kêu bằng chị thôi được không? Được. Kêu bằng chị được không? Được. Bây giờ thì mình có bạn gái rồi, mình làm gì cho bạn gái, mình chăm sóc bạn gái làm sao? Hiện tại thì công việc của em là em đang tập trung cho công việc rất nhiều. Bây giờ mà nếu mà có bạn gái á, thì hai đứa có thể chung một sự nghiệp, chung một mục tiêu để hai đứa cùng cố gắng phấn đấu. Vậy điểm hả? Mạnh, điểm yếu gì nói cho bà mối à, đúng rồi, thôi bây giờ đi. Mình nói về điểm mạnh, điểm yếu đi. Bây giờ mình đi về nhà mình coi. Điểm mạnh của em là em chơi thể thao. Em có thể chơi được hầu hết tất cả các môn thể thao. Bơi lội, đá banh, bóng chuyền và cầu lông luôn. Rất là tốt. Tật xấu của con là chưa tự tin trước đám đông. Mệt mỏi quá thì hay ngủ nướng. Chị Lan bệnh chị không mệt mỏi, chị cũng ngủ nướng nữa. Đúng rồi, bên đây không mệt mỏi mà nhiều khi cũng ngủ tới 1 giờ. Còn điểm mạnh, điểm yếu của Vi sao Vi? Dạ, điểm mạnh của con thì có lẽ là do con học cao đẳng phát thanh truyền hình, cho nên là con có thể tự tin giao tiếp. Thứ hai là con cũng biết ca hát một xíu, biết nấu ăn. Điểm yếu thì con là rất là mau nước mắt và suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rất là tự ti. Giống như trong một trường hợp đó là khi mà con quen một bạn nam á, thì con sẽ hay suy nghĩ là ủa tại sao xung quanh bạn nam đó còn nhiều bạn nữ đẹp hơn, giỏi hơn này nọ kia hơn mình, mà tại sao bạn nam lại chọn mình? Để chú nói Vi nghe nè, nãy con nói rất là mâu thuẫn. Con là học phát thanh truyền hình, con phải tự tin về chính mình. Đúng rồi. Tự tin trong tất cả mọi thứ thì mới trở thành một cái phát thanh viên, một người biên tập, thậm chí trở thành một đạo diễn các chương trình, vân vân. Vậy thì cái tự tin đó con phải giữ lấy chứ, tại sao mình lại có cái tự ti cái bên được? Dạ, cái suy nghĩ đó là ở hai mối tình lần trước. Con cũng đúng rồi. Và sau khi mà con vào Sài Gòn và bắt đầu học cái ngành của mình thì dần dần trải qua kinh nghiệm thực tế, mình trải rất là nhiều, cho nên là mình cũng đã tự tin hơn và mình biết là bản thân mình có gì. Không, cái tâm lý này rất là dễ xảy ra với các bạn nữ ở cái lứa tuổi này. Bởi vì có thể bạn rất là tự tin ở cái công việc của mình, nhưng với cái chuyện tình cảm thì khi đã trải qua cái tổn thương đó rồi á, thì bạn lại lo sợ cái chuyện cũ nó sẽ lặp lại. Bây giờ hôm nay con đi với ai? Dạ thì hôm nay là con không có đi với người thân được. Tại vì ba mẹ con thì ở người quê. Quê đâu con? Dạ quê con ở Gia Lai ạ. Ở đây có các cô chú ủng hộ con. Mình đi với ai? Ngày hôm nay con cũng đi một mình. Tại vì dịch bệnh nên là ba mẹ không thể lên được. Đúng rồi, dịch bệnh thì nói chung là trường quay cũng hạn chế ha. Mở rào, mình tặng quà xong mình hát giao lưu với nhau để nó cảm nhận hợp lý hơn, nha. Rồi, mở rào. Tự tin lên nha Tuyến. Ngày hôm nay đến đây thì anh có một món quà để tặng em. Đó là một chiếc tinh dầu trong phòng. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn gửi tặng cho anh. Em thì thích những sự nhỏ nhắn dễ thương và hy vọng là anh cũng thích nó. Và hy vọng khi mà anh thấy nó thì cũng như là nhìn thấy em. Cảm ơn.
Đâu, nhà trai Tiến cảm nhận coi bạn bạn gái bên kia thế nào, lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt thì con thấy bạn rất là nhỏ nhắn, dễ thương và xinh xắn. Cái hình giống cái hình mẫu lý tưởng mà con nghĩ ra không? Dạ, giống với hình mẫu phát thanh viên mà con đã từng nhìn ở ngoài đời rất nhiều. Bây giờ nãy mình nói mình có tài ca hát đó. Đồ, mỗi đứa hát cho nhau nghe đi. Đứng biểu diễn đàng hoàng, tự tin lên ha. Thế thì con xin phép khán giả, xin phép MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan, em xin gửi tới bạn nữ một câu hát trong bài Tình Thôi Xót Xa. Gì mới gặp rồi. Con mới gặp mà hát Tình Thôi Xót Xa. Ủi, không có xót xa không? Con sẽ tặng bạn nữ lời bài hát Nơi Này Có Anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Đúng rồi. Trời ơi. Tự tin lên nha Tuyến nha, bắt đầu biểu diễn chinh phục bạn gái đi. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau, say đắm như ngày đầu. Tình yêu bé nhỏ, xin dành tặng riêng em. Yeah. Này là hát cũng cỡ cỡ Sơn Tùng em Thu Phương á chứ không phải. Thôi Vy đáp lại biểu diễn nào Hoàng Vy. Dạ thì cảm ơn cái bài hát của anh dành cho em, và bây giờ em cũng xin gửi lại cho anh một đoạn nhỏ thôi. I love you la 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 la. Anh sẽ mãi là người chở che cho em, không thể tay rời tay em đây, hay nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Giây phút ban đầu gặp nhau là được nhiều cảm xúc rồi đó. Bây giờ mình trao đổi đi. Anh có thể hỏi lại một chút là sở thích của em là gì không? Em thích đi dạo, thích đi ăn uống ven đường, vỉa hè đó. Em không biết là cái sở thích này có anh có khó không, nhưng mà em thích hát trong nhà tắm. Mỗi lần con đi tắm, con tắm bao lâu? Dạ tầm 30 phút thôi. Nói chung tắm cũng nhanh, nhưng mà con đi tắm hay là con làm cái gì, hay con muốn hát cái gì là con thường chui vô nhà tắm. Ủa sao con không hát ở ngoài với nhà tắm, nó khác nhau cách nào con? Không, nhưng mà hát trong nhà tắm cũng là sở thích của con luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, hai cái đứa này. Trời ơi. Chú giao cho con cái nhà tắm luôn, hai đứa luôn. Không, bởi vì hát trong nhà tắm không khác gì phòng thu âm đâu. Hai đứa này mà mới mốt lấy nhau là xây cái nhà, là cái nhà tắm phải xây bự dữ lắm. Em có yêu thích môn thể thao nào không? Em rất là thích chơi bóng chuyền, nhưng mà anh cũng thấy chiều cao của em hơi bị hạn chế. Anh không nghĩ là trong bóng chuyền người ta yêu cầu chiều cao nhiều đâu. Thậm chí có những người libero người ta đâu cao đâu, mà người ta vẫn là phòng thủ rất là tốt. Và anh cũng chơi bóng chuyền, nhưng mà sở trường của anh là bóng đá. Vậy anh có thể dạy cho em chơi bóng chuyền được. Vậy anh có thể dạy cho em chơi bóng chuyền được. Anh nghĩ là khả năng chơi bóng chuyền của em có khi hơn anh á. Anh cũng thích ăn đồ vỉa hè hơn là ăn trong nhà hàng. Thực sự là ăn ngoài vỉa hè rất là không khí tự nhiên vẫn tốt hơn ở trong những nhà hàng. Xin ra có nhiều điểm chung quá. Câu chuyện mà anh muốn kết hôn và lập gia đình là câu chuyện mà anh cũng đã nói với bố mẹ anh, và bố mẹ anh bảo là con 28 tuổi hoặc là 30 tuổi sẽ lấy được, mà năm nay anh 24 tuổi là còn khoảng 4 năm nữa. Nếu mà em có công việc rồi, đến lúc đấy mà cái việc mà ta tiến đến hôn nhân thì nó cũng là điều bình thường. Ví dụ như đến với nhau rồi lấy nhau đẻ con là hai đứa có mong muốn đẻ bao nhiêu đứa? Bên kia thích bóng chuyền thì đẻ một đội, bên em đẻ một đội bóng đá sân 11. Là tới 20 mấy đứa lận đó hả? Dạ, là tính cả thủ môn nữa là cũng 20 mấy đứa. Nó còn chút xíu đó con. Đẻ thì nó teo là mệt nữa. Ôi, con không muốn tính trước điều gì hết. Tại vì ông bà ta hay nói là tính trước bước hôm qua. Đúng rồi. Nhưng mà đó là sở thích, ví dụ mong muốn của mình. Đúng rồi, đấy chỉ là sở thích mong muốn thôi mà. Nếu như mà anh quen em thì anh không muốn là em có bạn trai khác giới, và cũng không muốn em đi chơi quá khuya. Nếu mà đi với anh thì được, bởi vì anh đã nói với em như thế rồi, cho nên là anh cũng sẽ ít đi chơi về khuya. Đi đá banh về thì có thể là về nhà và nhắn tin cho em. Cái đó là cái quyền riêng tư của mọi người. Và khi mà nếu mà em và anh có quen nhau rồi, mình tôn trọng cái tình cảm của mình, thì nó sẽ không có bất cứ một cái việc gì xảy ra với bạn nam khác giới hay là bạn nữ khác giới cả.
Cho nên là cái việc mà mình đi chơi, mình giặt hay là sau đó thì nó sẽ không thể tránh khỏi được. Nhưng mà mình biết là cái giới hạn nó đến đâu. Cô nói vậy nè, tại vì hai đứa còn quá trẻ đi. Hai đứa mà muốn đi chơi khuya á, thì thôi chơi chung nhóm bạn dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Khi mà hai đứa yêu nhau chờ nhau đi đúng không? Đúng rồi, hai đứa yêu nhau thì bên này cũng nên biết bạn của bên này là ai. Để rồi mai mốt có đi chơi chung á, thì đi chơi chung cũng vui. Còn hoặc là bên này mà có đi chơi với bạn thì thôi, ừ cũng biết nhóm bạn đó là ai, mình đã từng tiếp xúc rồi. Và ngược lại bên này cũng vậy. Kiểu phân biệt bạn em và bạn anh ừ, em không. Nói thích. Chung là phải có cái nó có cái sự hòa hợp thì nó. Bạn của chúng mình thì tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đàn trai mình á, mình nãy giờ mình tới mình nắm tay em gái một cái, mình nói những cái cảm nhận từ nãy giờ mình cảm nhận về em gái thế nào. Nắm hai tay nha. Anh có thể xin phép nắm tay không? Dạ, tay em hay bị đổ mồ hôi. Tay anh cũng bị đổ luôn. Đây chùi cho. Rồi hết. Không sao đâu ạ. Chùi vậy sao được, cái tay nó ta chùi con có đổ mồ hôi không? Không có nhưng mà. Không, đây chú chùi cho. Không, tôi không lẽ cho tôi dán giấy lên cho chùi. Dạ thôi được rồi. Rồi hết rồi đó. Thằng trai tôi chăm sóc cho thằng trai. Tới bến không thấy chưa? Ngày hôm nay mình gặp được người hợp với mình là điều không thể có. Chỉ có cùng nhau để phấn đấu để cùng hòa hợp với nhau thôi. Dù cho hôm nay chúng ta có thể đi tiếp với nhau được hay không, thì anh vẫn mong là ngày sau em vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn tươi vui. Để cho mọi thứ luôn suôn sẻ đối với em. Anh cũng mong là chúng ta có thể ra về ngày hôm nay. Quá được. Dễ thương quá. Quá là được luôn. Anh nói mà tay anh. Đổ mồ hôi nữa hả? Đi cô chủ dạ, cho. Không cần đâu ạ. Tại vì tay hai đứa đều đổ mồ hôi nên không cảm thấy gì đâu. Cũng chúc cho anh là sẽ có thật là nhiều sức khỏe và công việc sẽ ngày càng phát triển. Cảm ơn em. Rồi, về ghế ngồi đi. Bây giờ mình để tay nút bấm đi. An toàn hiệu quả có sẵn trong nhà, trẻ chống ho cảm dùng ngay ít nhi. Hãy lắng nghe nhịp đập của con tim mình và quyết định bằng cả trái tim của mình nha. 1 2 3. Có thời gian. Chúc mừng. Rồi đẹp thôi. Nào nhà trai nắm tay nhà gái. Trời, nó đẹp đôi quá bà mối. Nhà gái đang ở Gia Lai đó, đang coi chương trình mình và thưa hai bác. Dạ con xin chào khán giả đang xem truyền hình và hai bác phụ huynh của MV ạ. Con muốn xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu MV. Và nếu mà hai bác cho phép thì con hứa là sẽ về thăm hai bác trong một ngày gần nhất khi dịch bệnh đã được đẩy lùi một phần ạ. Câu này hay nè, dễ thương quá. Dễ thương thì tặng quà hả? Tặng quà đúng rồi. Dễ thương là tặng quà rồi thôi. Đây có quà tặng hai đứa luôn. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi qua tất cả mọi nẻo đường của cuộc sống. Con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa, thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mời nhà trai. Đây, mời bạn ngồi. Mời nhà gái. Wow. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, cũng như là chào các vị khán giả hiện tại đang có mặt ở trong khán phòng này, cũng như là bên cạnh đó là chào thêm bạn nữ bên kia nữa. Dạ thì em tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Khanh, tính ra hiện tại thì cũng là 26 tuổi rồi. Dạ thì em quê người Tiền Giang, hiện tại thì em đang làm hướng dẫn viên. Rồi còn bạn nữ của chúng ta thì sao nào? Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia và chào khán giả trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thị Thiều Trang, năm nay con 23 tuổi. Con hiện tại làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang là giáo viên. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Khanh? Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu.
Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tính. Cái công việc của em nó hay đi xa, thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi, thì nó không có cái thời gian để cho cái bạn nữ. Thôi, mời nhà gái. Ưu điểm của con là con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Còn khuyết điểm của con là hơi bị rụt rè trước đám đông và có phần là hơi cả nể. Con có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể hơn về vấn đề này hay không? Cả nể đây tức là trong công việc á, dù là mình bận thật nhưng mà người ta nhờ thì mình vẫn nể và làm hết sức. Rồi lỡ mai mốt đang hẹn hò với bạn trai rồi cái tới giờ hẹn rồi mà sếp giao việc hoặc là bạn bè nhờ công việc rồi làm sao? Cái phần đấy cũng gọi là cái hạn chế của mình, thì con cũng cố gắng là sẽ khắc phục. Đường tình duyên của Khanh thế nào, nói cho nhà gái biết đi. Đường tình duyên mà lâu nhất á là em quen từ cái bạn đó, từ cái lúc mà bạn đó học 12, em mới học đại học. Quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa. Dạo ra làm khoảng 1 năm thì lúc đó bắt đầu chia tay. Thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm, đó là tại vì em hơi ghen một xíu. Hơi ghen. Đúng rồi, dạ. À. Thì từ đó là mình chia tay luôn. Thì em cũng có đi kiếm bạn đó vài lần, như ra tới nhà luôn nhưng mà cũng không gặp. Chủ yếu là đang trốn nhau á. Bạn ấy tránh luôn. Tránh luôn, dạ đúng rồi. Đó, đôi khi một chút nông nổi, một chút bồng bột, một chút bức xúc, dạ, mà mình không rồi. Có kiềm chế đó. Dạ. Mình làm mất đi một cái tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu. Tạm thời thì bớt ghen hết, với lại bớt nóng tính rồi. Chứ còn cái kiểu đó hoài thì chắc là từ giờ tới già chúng không có ai quen được đâu. Chính xác là như vậy. Còn cái một bạn nữ gần đây thì quen khoảng chừng gần một năm, thì cái đó cũng chưa gọi bằng tình yêu thật. Tại vì cũng là mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Và tới hiện tại bây giờ em cũng không biết là vì cái lý do gì mà lại chia tay nữa. Tự nhiên vậy cái mất liên lạc luôn. Chắc do dịch quá. Tại vì cũng đang có quen còn gần 6-7 tháng thôi, cũng chưa về nhà, cho nên là không có đi kiếm nhà được. Rồi còn tình trường của bạn nữ thì như thế nào? Con có một mối tình thời sinh viên. Mối tình này kéo dài gần 3 năm. Do khoảng cách địa lý nên là chia tay. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, có thể chia sẻ cho nhà trai biết không? Mẫu người bạn trai lý tưởng là cao khoảng 1m65 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn. Còn về tính cách thì chung thủy. Chung thủy là con đặt lên hàng đầu. Chủ động, quyết đoán trong mọi việc. Rồi bây giờ về ngoại hình thì bên đây là có thể đi qua xác nhận giùm cho. Còn có chung thủy hay không thì không biết nha. Dạ chào nhà trai. Dạ. Mét nhiêu? Lúc trước đi đo ở bệnh viện là 1m68. Lúc trước đo là 1m68 mà sao tự nhiên bây giờ lại hơi không tự tin, bộ nó thung lại hay gì vậy? Không, cũng có nhiều khi đo nó không có chính xác. Có nhiều khi thì đo 1m68, có nhiều khi đợi đo lại nó thấp hơn một xíu. Đúng rồi, có thước là 1m68 nhưng có thước là 67. Đúng rồi, dạ. Có thước 66, thậm chí có thước 69 nữa. Tùy theo thước. Sao nó kỳ vậy? Sao nó... Nó còn thiếu nó biên mà. Độ nó rộng quá vậy? Rộng lắm. Thôi đâu, nhưng mà nói chung là cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đầu tiên. Đó rồi. Là hơn 1m65 là được rồi. Rồi mặt mũi sáng sủa. Đó. Dễ nhìn mà. Dễ nhìn, dễ thương. Được. Hợp lý rồi, bây giờ cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình là như thế nào? Cao khoảng 1m55 đến 1m65. Gương mặt thì cũng hơi dễ nhìn. Chỉ biết nấu ăn. Tại vì em ăn cơm ngoài ngán lắm rồi. Rồi. Đủ. Đủ rồi đúng không? Xin lỗi nha, nhà gái là hơi bị dư luôn á. Bây giờ mình đi về nè. Nhà trai ta cũng khiêm tốn nhưng ta cũng đủ chứ bộ. Được rồi, để qua tôi thăm nhà gái coi tình hình sao nha. Dạ Khanh chào chú. Chào con, trời ơi, baby quá hả? Con định bao giờ kết hôn? Dạ con định là khoảng từ 1 đến 2 năm. Hoặc là có thể tiến tới nhanh hơn nữa. Tùy theo cái mức độ tình cảm của hai người. Cái điều gì mà không thích đàn ông không? Con không thích đàn ông là nói nhiều mà làm ít á. Dạ với không chủ động. Mình có nói nhiều làm ít, mình có không chủ động không? Dạ thường thì em là nói đi đôi với làm. Hoặc là có nhiều khi làm trước mới nói. Bên đó thấy có một cái nó hơi lấn cấn, đó là cái thời gian của bạn đó là giống như nghệ sĩ của chú cháu mình không vậy đó. Không sao đâu. Đó cũng là một cái thuận lợi, đôi khi là người ta đi hướng dẫn viên của mình đi theo mình chơi luôn. Cũng đang tìm một cái người mà đi cùng em đi phượt đó. Đó. Em cũng rất thích là đi phượt nha. Ừ, thuận lợi, anh ấy biết nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm, dẫn mình đi chơi nhiều nơi luôn ha. Có thể anh ấy làm việc mình theo, mình có thể phụ anh ấy trong công việc của anh ấy luôn. Rồi mình trải nghiệm luôn.
Hợp lý. Hợp lý chứ. Mình cho gặp người thân đi, hỏi ý kiến coi sao. Giờ bạn nữ đi với ai nè? Dạ con đi với mẹ với dì ạ. Dạ Ngọc Lan xin được chào nhà gái. Rất vui chào đón mẹ với dì bên nhà gái có mặt ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào MC Ngọc Lan. Bé Trang ấy là một người sống rất là tự lập. Thì với công việc thì bé Trang rất là nhiệt tình. Dạ anh cháu trai bên này thì dì nhìn thấy thì cũng rất là ổn. Thì đến đây mình cũng đã có một cái cơ duyên rồi. Cũng mong cho hai cháu có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, rồi. Cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi tới có một mình thôi. À, trong mùa dịch này thì hạn chế, thành ra gia đình cũng ít có xuất hiện ha. Dạ, đúng. Được rồi, hôm nay thì sẽ có mọi người đây ủng hộ, chia sẻ. Anh Quỳnh Linh thấy rằng cô bé bên kia đó, một cô gái thì còn trẻ tuổi nhưng mà rất chín chắn, ha, rất nghiêm túc, rất thật. Nữ công gia chánh thì cũng rất là tốt luôn. Dạ. Thì tùy Khanh quyết định hai khi hai bạn gặp mặt nha. Dạ rồi. Thôi bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Khanh. Thật ra thì anh cũng không biết là tặng cái gì, cho nên là có một món quà nhỏ thôi, mong em nhận nha. Em cũng tặng anh một chút quà do em làm. Dạ. Dạ. Thì bức tranh này thì là bức tranh đính đá do tự tay em làm. Và trên bức tranh này là có đồng hồ và hoa tulip. Thì đồng hồ là minh chứng cho cái thời gian tình cảm của anh với em. Còn hoa tulip này là minh chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu. Em cũng muốn là hy vọng là cái tình cảm của chúng ta sẽ phát triển như những cái bông hoa tulip này. Rồi để cái quà đây, mình mở cái quà bạn trai tặng coi. Ok, đẹp quá. Quá trời đẹp luôn ha. Dạ. Thì thật sự thì trước giờ anh cũng không có ít khi nào mà mua quà tặng cho các bạn nữ á. Cho nên là anh tặng cho em hai thỏi son. Hy vọng rằng tại vì anh thấy các bạn nữ thường hay quý cái son của mình. Dạ. Cũng mong rằng cái tình cảm của mình cũng quý tình cảm của mình giống như quý cái son thôi. Dạ em rất là cảm ơn món quà của anh. Rồi. Dạ. Rồi, mình về vị trí ngồi đi các bạn. Đứng trước mọi người thì em nói chuyện được, nhưng mà gặp bạn nữ khó nói quá. Tất nhiên như du lịch mà. Nếu như mà bạn nữ này á là khách của em á thì em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà gặp bạn nữ mà đang tìm hiểu như thế này thì bối rối. Nó hơi khó, đúng, dạ bối rối, khó nói chuyện. Dạ vậy thì cho em hỏi trước, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà mở cái rèm ra thì nhìn em như thế nào ạ? Thì nhìn em xinh. Tức là có giống với cái tưởng tượng của anh không? Được khoảng là 80%. Tại đó thì em thấy là rất là tốt, ổn rồi. Quan điểm tình yêu của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết đồng cảm. Chỉ vậy thôi, còn anh thì sao ạ? Thì anh cũng dạng kiểu cũng biết lắng nghe. Nhưng mà có nhiều lúc thì dạng như là nóng quá thì nó hay mất lý trí lắm. Có nhiều khi mà mình nói xong mình không biết là mình đang nói cái gì trong đó nữa. Thì hiện tại thì cũng đã khắc phục rất là nhiều rồi, nhưng mà nó cũng dạng như cũng còn, chứ không phải là hết hẳn. Không, cái này nói luôn nha, tôi nói thay cho bạn nữ luôn, đó là không thông cảm được trong cái vấn đề nào. Bạn phải bỏ được cái tính nóng đó thì tôi mới gả. Chứ còn mà bạn nói bạn còn chút xíu là tôi cũng không an lòng để mà tôi gả đi đâu. Đúng đó Khanh, là đàn ông á đôi khi cũng có những cái sai lầm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận thấy điều đó nó không đúng, không phải, và điều đó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng á, thì chúng ta phải tìm cách nào đó bỏ đi. Theo cảm nhận của con á, là con thấy bạn này là một cái người rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng rồi. Cho nên chỉ cần một lời nói mà nó lệch lạc đi là người ta tổn thương liền. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mới được, chứ còn nếu mà còn chút xíu nóng tính là không được. Tại sao em có thể với khách hàng em chiều chuộng được, khách hàng họ khó khăn bao nhiêu em cũng chiều chuộng được, nhưng tại sao về nhà với vợ với bạn gái em lại không chiều được, đúng không? Đúng đó, chị Lan nói câu này rất là hay. Thật ra thì rút kinh nghiệm là ngay chính bản thân mình cũng có những lúc như thế. Như khi xong tự nhiên mình thấy mình xấu hổ quá. Đúng, có mình nghĩ như thế. Tự trách và bản thân mình đó. Tự trách mình xấu hổ và mình nói không được, không được, không được, không được. Những lúc mà nóng quá đó mình tìm cách nào để mình bỏ đi ra ngoài hay làm cái gì đó.
Dạ thì em hiện tại em cũng có làm theo cái cách đó, nhiều khi mà cảm thấy nóng quá hoặc là khách hàng nó áp bức mình quá bắt đầu mình bỏ đi. Biết nhận là tốt rồi. Rất là cảm ơn một cái là bạn này nói rất là rõ về vấn đề của mình từ thời gian làm việc này cho tới cái tính tình của mình. Đó, cho nên đó là một cái điều rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ rất là thẳng thắn. Tiến tới bạn gái, nắm tay bạn gái. Nào, nhìn mắt bạn gái hát nó tình cảm chút xíu nào. Vậy em hát được. Đó. Đừng có ngại gì chứ, nào tiến tới nào nhút nhát gì. Hơi nhát gái chút xíu. Rồi, thì có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội được. Ủa? Dạ được rồi. Ủa? Trời ơi, rồi. Đang phiêu luôn. Cứ nắm tay như thế. À, dạ đến đây thì em cũng xin đọc 4 câu thơ để tặng anh trong cái bài thơ Sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Rồi, cứ mặc sóng mặc gió, chúng ta cứ yêu nhau thôi. Giống như tinh thần của Xuân Quỳnh là yêu. Nắm tay, cứ nắm tay. Còn... Khanh cứ nhìn bạn gái, nói tất cả những suy nghĩ của mình, những cái gì mà nãy giờ mình nghĩ trong lòng đó. Thì cũng mong là mình có một cái tình cảm nó tốt đẹp, cũng như là lâu dài. Cũng đã lớn rồi, chứ cũng không có còn phải là nhỏ nữa. Thì có một cái tình cảm lâu dài để mà mình có thể tiến tới nữa. Thì nếu mà đồng ý thì sau ngày hôm nay thì mình có thể là bắt đầu tiếp tục cái tình cảm của mình. Thì em đến đây em cũng muốn cho mình một cái cơ hội, nên là em sẽ cho anh và em một cái cơ hội để chúng ta có thể, trước tiên là chúng ta có thể là bạn bè, sau đó nếu mà tiến tới lâu dài thì càng tốt ạ. Dạ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Bây giờ thì hãy để tay vào nút bấm. Nếu thật sự rung động á thì chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như không rung động thì mình không cần bấm, nhưng nút bấm cho người khác. Một, hai, ba. Bạn trai rất là quyết liệt nha. Khi vừa nói là bạn ấy bấm ngay, không chờ đợi gì cả. Thấy chưa, một chút bối rối nhưng trái tim của bạn ấy rất là nóng và đập rất nhanh. Hãy nắm tay thật chặt. Hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy xin phép mẹ với dì cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau. Dạ thì chào cô với chào bác. Ngày hôm nay thì con cũng tới đây con gặp em rồi. Thì nếu mà gia đình mình đồng ý thì cho phép em xin, con xin được bắt đầu tình cảm với em. Dạ thì con hứa là con chăm sóc em, cũng như là quan tâm lo lắng cho em rất là nhiều. Ok, hy vọng là người lớn hôm nay cũng ủng hộ hai đứa. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc, chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Và bây giờ thì chương trình có một vài phần quà dành tặng cho hai bạn. Một lần nữa thì Quỳnh Linh và Ngọc Lan cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình Mạo Nguyên Hò. Chúng ta sẽ cố gắng làm hết sức mình để kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống để họ hoàn thiện hơn, để tiến xa hơn đến con đường hạnh phúc.